đoạn trừ tất cả các lậu hoặc.
tâm ta vốn thanh tịnh, mà tất cả những cái nhiễm ô phiền não là do tâm ta thấy biết sai lạc, để rồi mỗi ngày mỗi ít ta chuốc lấy khổ đau, ta dằn vặt cái tâm can của mình, ta liệm đời mình, ta ném đời mình vào những cái không thật ngon. Hôm nay ta tiếp tục nghiên cứu. Lão quan trước khi học sẽ đọc bài đọc lên số 3, có việc nào đọc được không ạ? Không đọc được thì thầy đọc ha. Trên tất cả các lậu hoặc như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Samadhi tại Kỳ Đà Lợi, vườn của ông Cấp Cô Độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bậc Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp. Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc, hãy nghe và khéo thắt ý. Ta sẽ nói: thưa vâng bậc Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý thắc ý và không như lý thắc ý. Này các tỳ kheo, do không như lý thắc ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý thắc ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhận được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Đó là những cái phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Như vậy thì cái bản kinh này có yếu gồm có một số cái phần chính. Một là nói về các lậu, hai là cái tác ý, và cái thứ ba nữa là những phương pháp để đoạn trừ. Ta đi từng phần. Rồi, làm bằng một nhỏ để kia. Cái định nghĩa đầu tiên về lậu hoặc có nghĩa là những gì bị rò rỉ, bị tuôn chảy ra từ các căn. Các căn của chúng ta gồm có gì ạ? À? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó chính là ngoại giới. Và trong tâm thức ra những trạng thái vui buồn, lo âu, sầu khổ, đố kỵ, ganh ghét, hờn giận, hơn thua, đó cũng là những cái lậu hoặc. Vì sao gọi là lậu hoặc? Ngoại giới và nội giới. Ngoại là bên ngoài. Ví dụ như mắt của ta là một trong các căn, mắt ta của nữ thân ý là một trong các căn. Như vậy khi mắt ta nhìn vào sắc, bản chất con mắt không có lỗi, bản chất đối tượng được con mắt nhìn nhận cũng không phải là ô nhiễm, mà do sự suy nghĩ trong ta khởi lên để chúng ta phân tích, thẩm định, đánh giá phải trái, đẹp xấu vân vân, thì tự nhiên nó trở thành không thanh tịnh. Phải không ạ? Ví dụ như cái bông trước mặt ta, ta dùng mắt ta nhìn nó, bản chất con mắt của ta dù là nhục nhãn, được cha mẹ sinh ra,
Nhưng gì nó đâu có bị dị sắc đâu, mà cái bản chất của cái mông là đối tượng để con mắt nhìn nhận, nó còn không phải là ô nhiễm. Nhiễm hay tịnh, ô nhiễm hay là thanh tịnh, dơ hay là sạch, do sự mà thầm thì trong cái sự nhận biết của ta. Tôi thích màu trắng, tôi không thích màu đỏ, tôi thích màu vàng, tôi không thích màu xanh, vân vân. Đó là những sự phân biệt mà một khi mắt nhìn một đối tượng khởi lên phân biệt thì lậu hoặc được phát sanh. Lậu hoặc được phát sanh. Và lậu hoặc là sự rò rỉ, sự tuôn chảy từ các căn là một, từ trong tâm thức là hai. Cái nữa lậu hoặc được hiểu là lên men quá lâu. Ta thấy ví dụ như những người làm rượu, rượu nho hay là rượu gạo thì họ phải chưng cất, họ phải ủ lên men. Như vậy cái này nói về cái trạng thái tâm thức của ta. Những cái gì nó thuộc về quá khứ đã qua mà ta còn lưu giữ, ta còn cất giấu lại, để rồi ta nuôi cái mối hiềm hận sục sôi đó, ta chờ đợi cơ hội để ta trả đũa, để ta trả thù cái cơn giận hờn tức tối ở trong lòng của ta, thì đó cũng là lậu hoặc. Vì nó, tại sao? Vì nó đánh mất đi cái tâm thanh tịnh trong trắng vốn có của mình. Tại sao đánh mất? Tâm ta vốn thanh tịnh mà ta chứa cất, ta lên men, ta ủ lâu ngày những cái nỗi ưu phiền lo nghĩ suy tư, thì ngay lúc đó trong tâm ta chứa đựng tràn đầy những cái nỗi bất an, chứ không phải là sự bình an trong tâm thức. Cho nên tâm ta nó chỉ có một chứ không phải có hai. Khi mà ta tham sân nổi lên thì Bồ Đề giải thoát sẽ không có mặt. Khi mà Bồ Đề giải thoát có mặt, an bình, bình an trong tâm thức ta, thì những cái phiền não nó sẽ không có mặt. Đúng không ạ? Cái gì cũng có một mặt thôi. Để ta chứa cái này thì cái kia vắng bóng. Và ngược lại, ta có sự bình an trong tâm thức, ta có sự tĩnh lặng trong tâm thức, thì mọi cái phiền não, ưu phiền, lo âu, nghĩ ngợi, bất an, nó sẽ không chế trụ được mình. Đúng không đại chúng? Còn khi tâm ta quá nhiều sầu đau, khổ não, phiền muộn, vân vân, đó là những trạng thái tâm thức bất an. Mà bất an thì là làm sao có sự giải thoát được. Cho nên ta hay bị lầm lẫn trong sự cầu nguyện. Mỗi cái gia đình ta, mỗi cái người thân ta có cái sự bất an, có sự lo lắng, bản thân ta bắt đầu lo cầu nguyện. Như vậy thì cái cầu nguyện là sự trợ giúp bên ngoài, không phải là sự đánh thức tâm thức đen tối của mình được. Vì làm sao? Ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những suy nghĩ buồn vui, khổ đau được mất trong tâm của ta, chứ không có một vị thần thánh nào đứng ra giải tỏa được cái tâm thức của mình cả. Khi ta đảnh lễ một vị Phật, khi ta thắp nhang, thắp hương, ta cầu nguyện, đó là vì sao? Ta kính lễ, ta trân quý Phật Pháp Tăng, giới, định, tuệ, vân vân, để ta nương vào những cái oai lực đó làm kim chỉ nam cho đời sống tư tập của ta, từ cái sai trở nên cái đúng, từ cái mấy trở nên cái phải, chứ không phải là ta xí hết cuộc đời mình vào cho những cuộc hành lễ đó. Như vậy thì ta tước đi cái chủ quyền của mình. Nếu ta hành động sai, ta suy nghĩ sai, ta có những việc làm sai, thân khẩu ý ta tiếp xúc không chế tự với các đối tượng, thì ta phải chịu hoàn toàn với những cái ta tạo ra. Đây là một nhân quả, chứ không có một vị thần linh nào có thể giúp đỡ ta được. Như vậy, tóm lại một điều, lậu hoặc hay còn gọi là những cái phiền não này ở đâu có? Thưa đại chúng, do ta tạo,
Mà vì sao Chúa đã tạo? Vì vì gì? Ta không như lý tác ý. Lát nữa ta sẽ học tới cái này. Cái thứ ba nữa, lậu hoặc được định nghĩa là mở rộng ra hay kéo dài ra, là lậu hoặc trong tâm thức mình. Khi mình nuôi dưỡng những cái phiền não đó, ta muốn bỏ cũng không được, ta muốn xa rời nó cũng không được. Cho nên ta gặp bạn bè, ta gặp người thân, ta gặp những người xung quanh, ta than gì? Ta than khổ, ta than buồn, ta than bất an. Quý vị cứ nghĩ nhận lại một năm 12 tháng 360 mấy ngày đó, ta chưa từng gặp một người nào ta nói chị ơi đi giải thoát không, chưa an lạc không, chưa vui đâu, quá không có. Mà toàn là ta nói sao sao cũng khổ quá về người thầy, sao cũng cực quá về người thầy. Ta chưa bao giờ khoe với mọi người rằng là tôi được giải thoát, tôi được cởi trói, tôi được mở trói mọi cái ràng buộc, tôi được giải phóng được tâm thức, vân vân, không có. Mà toàn là làm ăn buôn bán thua lỗ, nhà cửa bất an, con cái học hành không được, làm lụng không được, cháu nội cháu ngoại thường xuyên đau ốm khóc đêm, vân vân. Mọi cái điều đó ta cho đó là những nỗi khổ, rồi thì ta buộc đời mình vào những cái nỗi khổ đó. Và khi ta bị ta buộc rồi đó thì ta kéo dài một thời gian đó ra, ngày này cũng khổ, ngày mai cũng khổ, ngày kia cũng khổ, tháng này khổ, tháng sau khổ, năm này khổ, năm sau khổ, như vậy cả cuộc đời của ta lăn năm lóc ở trong cái sự mà gọi gì, cực khổ, bất an, lo lắng, nghĩ ngợi. Mà con của Phật thì đâu có được như vậy, phải không ạ? Con của Phật là gì? Trong cái bài sám hối ta thấy Phật có làm sao? Lên thiền từ vượt qua để khổ hả? Cầu đức thiên ra khỏi rừng mê, văn tư tu xin quyết hành trì. Như vậy thì mọi cái vấn đề ta cho là cực về thân, khổ về tâm, nó có thiệt không? Đại chúng mình mạnh dạn nói cho thầy biết thử, những cái cực cái khổ mà ta cho là cực khổ đó, nó có thiệt không ạ? Có không? Hai ba có hay không thì rất là nói to ra nè, có không? Thế mà không là đừng có than cực khổ nữa được không? Vì là cái định nghĩa thứ ba của lậu hoặc là nó được nuôi dưỡng và kéo dài ra nhiều thời gian, nó được mở rộng ra thêm. Cho nên có nhiều người đó ta thấy nhiều người ta thấy chịu nhận, tức là cái cuộc đời của họ đó mà về tâm thức nó cũng nặng nề, về thân xác họ cũng bất ổn, thì là một là gì ạ? Thôi đừng nói chuyện nữa. Một là khi ta tiếp xúc với những người này, ta sẽ thấy người ta rất là tội nghiệp. Người ta ngồi đâu cũng không yên, đứng đâu cũng không ổn, và khi đụng chuyện là người ta tuôn ra như suối, mà nó học dính dáng gì tới Phật pháp, chánh pháp tất cả. Ta thấy những người nào mà họ cực khổ quá nhiều đó, họ nói rất nhiều. Và cái người nào mà khổ tâm nhiều, cửa một chút xíu là nước mắt tràn ra, mặc dù cái việc đó không phải dính dáng gì với của họ. Như vậy quá ra thì là trong cái tâm thức người đó nuôi dưỡng và kéo dài ra những cái phiền não vốn dĩ đã được nuôi nấng ở trong tâm của họ. Cho nên khi tiếp xúc bên ngoài, ngoại cảnh, đối tượng con người trên hoàn cảnh xung quanh, nó có những cái gì mà nó vừa gần bạn với cái tâm thức được nuôi dưỡng bên trong, thì tự nhiên nó bộc lộ ra con người của người đó y chang như vậy. Rồi bắt đầu ta nói sao? Cái khổ thì không bằng con đâu,
tôi khổ như thế này này, tôi khổ như thế này này, bắt đầu tôi kể ra. Như vậy thì cái lậu vàng ở đây, cái thứ ba được đề nghĩa là do ta nuôi dưỡng quá nhiều thời gian. Ngày hôm nay ta gặp thầy ta cũng tham khổ, rồi ngày này sang năm không tin gặp thầy cũng tham khổ nữa, khổ hoài. Như vậy thì trong ba cái định nghĩa về lậu vàng, cái định nghĩa ban đầu là phiền não, cái định nghĩa thứ hai gọi là nghiệp, và cái thứ ba là nó biểu hiện qua bên ngoài bằng hình thức. Cái thứ nhất, thầy xin nhắc lại, định nghĩa lậu vặt là những gì rò rỉ ra, nó chảy ra, nó nhỏ giọt ra, nó tuôn ra, là do gọi là phiền não. Cái thứ hai là được lên men, được cất giấu, được ủ kín. Cái này gọi là nghiệp. Tại sao gọi là nghiệp? Vì là hành động, suy nghĩ, lời nói vân vân, lâu ngày chạy tháng, nó từ sai này đi đến sai khác, từ thói quen này đi đến thói quen khác, thì nó tạo thành một cái nghiệp rất là khó bỏ. Cái thứ ba là những hình thức khổ đau được bộc lộ ra bên ngoài, được bộc lộ ra bên ngoài. Thấy cái đầu bạc chưa? Những cái nỗi bất hạnh, những cái nỗi khổ đau, đây là những hình thức. Như vậy thì lậu vặt được định nghĩa như vậy. Hai nhỏ phân loại. Phân loại gì đấy ạ? Phân loại gì? Ở trên này định nghĩa gì ạ? Định nghĩa cái lậu vặt chính là hai phân loại lậu vặt. Phân loại về lậu vặt thì nó có ba: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Như vậy lậu vặt nó có ba loại. Dục lậu trói buộc con người vào sự khoái lạc của các giác quan. Cái đầu tiên của cái lậu vặt đó là dục lậu. Tại sao gọi dục lậu là sự trói buộc khoái lạc đời mình vào các giác quan? Ta nên hiểu một điều rằng các giác quan của ta, giống như thầy nói lúc nãy, khi tiếp xúc, có nghĩa là lục căn tiếp xúc với lục trần, nó sinh ra lục gì? Lục thức. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi từ đó mới có sự nhận thức đi theo sau. Ví dụ như nhãn căn là con mắt, tiếp xúc với sắc thì sinh ra nhãn thức. Lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, căn trần sinh ra nhĩ thức, vân vân. Từ đó cái thức này nè, nếu như ta
không có cái sự tỉnh giác chánh niệm, ta sẽ chạy theo tất cả những sự gì ham muốn ưa thích khoái lạc của thế gian. Là chúng ta hiểu không ạ? Thầy xin nhắc lại, sở dĩ dục lậu là cái đầu tiên trong ba cái lậu này, được gọi là sự trói buộc vào khoái lạc của các giác quan. Các giác quan của ta tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi tiếp xúc với lục trần bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, nó sẽ sinh ra lục thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức và nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy thì là cái lục thức nó hình thành là do căn cộng với trần. Mà hễ lục thức này đi nhu nhu khắp sơn hà đại địa, tức là khi ta nhìn một vật thể gì, ta ví dụ con mắt để cho dễ hiểu, ta nhìn một vật thể gì, nếu như là người có tu tập, nếu như là người có giám sát một cách thấy biết như vậy, không có gì thêm cũng không có gì bớt, không có gì tốt cũng không có gì xấu, thì là cái tâm họ trở nên hạn chế cái dục. Dục là sự tham muốn ưa thích khoái lạc. Như vậy thì đại đa phần chúng sinh của ta khổ vì là sự ưa thích ham muốn. Ai cũng muốn cho mình gì giàu có, ai cũng muốn cho mình được gì thông minh, ai cũng muốn cho mình được gì có tiếng nói, có trọng dụng trong xã hội, ai cũng muốn cho con cái học hành đỗ đạt, làm luận nghề nghiệp ổn định, lương tháng đôi ba chục triệu. Như vậy là tất cả những cái sự ham muốn này nó sản sinh ra một cái gọi là dục lậu. Chữ lậu đã học rồi, lậu là sự rò rỉ, sự tuôn chảy, sự chảy ra từ trong tâm thức. Như vậy, cái đầu tiên ta bị trói buộc vào những cảm giác khoái lạc, có nghĩa là đại đa phần ta chưa thích những cái gì mà đáp ứng được cái lòng ham muốn của ta. Phải không ạ? Cái thứ hai là hữu lậu. Hữu là một sự hiện hữu, là một sự có mặt. Khi mà ta có sự khoái lạc của các giác quan rồi, thì cái hữu lậu đây ta muốn kéo dài thời gian ra, ta không muốn cho nó mất. Ví dụ như cái nhà ta mới làm lên, thì ta không muốn nó hư hoại, ta không muốn nó bị chuyển đổi, ta không muốn nó bị mất mát. Cái xe ta mới mua, ta chạy chưa được bao lâu mà lỡ nó bị hư, bị mất, là ta mang cái tâm gì? Hối tiếc sầu khổ, đúng không ạ? Rõ ràng vậy thôi. Và đến vô minh đạo là một trạng thái si mê mê mờ, không tỉnh giác, không sáng suốt. Như vậy dục lậu ta có thể gọi là tham, hữu lậu ta có thể gọi là sân, vô minh đạo ta gọi là si. Tại sao thế? Vì lòng tham cho nên ta mong muốn. Dục là sự mong muốn, nhớ cho thầy, dục là sự mong muốn, sự ưa thích, sự ham thích tất cả mọi thứ trong thế gian này. Mà nếu như tham không được thì nổi gì? Nổi nóng, phải không? Ta cầu hoài không được, con ăn chay niệm Phật, con tụng kinh, con làm tất cả công đức từ thiện xã hội, vậy mà trời Phật không giúp đỡ cho con, để cho con rong ruổi gặp những cái chuyện trái ý nghịch lòng, làm ăn thì thất bát, con cháu thì đau ốm, học hành thì dở dang, nghề nghiệp thì không có, vân vân. Như vậy thì từ cái tham không được, nó sẽ chuyển qua trạng thái sân. Mà tham sân nó nổi lên nhiều quá thì đưa mình vào con đường gì? Si mê đen tối. Đây là kết quả cuối cùng của cái sự mà dục lậu, hữu lậu, vô minh đạo gây ra.
Là chúng hiểu chưa? Rõ thôi chứ không có gì khó hiểu đâu. Như vậy thì hóa ra những cái mà cái bài kinh Phật dạy như thế này gọi là đoạn trừ sát lậu hoặc. Chứ đoạn là cắt đứt, chứ trừ là gì? Là bỏ đi, là xóa đi, không còn tái đi tái lại trong những cái lậu hoặc gây ra cho ta biết bao nhiêu phiền muộn, biết bao nhiêu khổ đau trong đời sống. Như vậy thì phân loại của lậu hoặc đang được phân loại ra ba thứ: dục lậu, thủ lậu và vô minh lậu. Như vậy thì từ cái vô minh này ta có thể nói là gì, đầu mối cũng là kết thúc. Như vậy nguyên nhân ban đầu là dục lậu dẫn tới hữu lậu rồi tới vô minh lậu. Cái si này này là một sự đen tối, là một sự thiếu hiểu biết, không có sự sáng suốt, không có sự tỉnh giác để cho dục lậu hữu lậu nó hoàn hành. Mà dục lậu hữu lậu hoàn hành rồi thì cũng đẩy ta vào cái đường si. Như vậy thì đầu dây mối nhợ cũng do vô minh mà ra, và kết cục cũng vô minh mà thành. Là chúng mình hiểu không ạ? Ban đầu vì ta không hiểu nắm bắt được chánh pháp, cho nên để cho dục lậu, cái lòng ham muốn ưa thích của mình, ưa thích cả đủ thứ, từ hình thức bên ngoài, vật chất bên ngoài cho đến tâm thức bên trong. Bên trong thì ta có gì? Tôi là phải, tôi là đúng, ý kiến tôi là như thế, việc làm tôi làm như thế, suy nghĩ tôi làm như vậy, tư duy tôi là như vậy, các người không được cãi tôi. Đó là sự ưa muốn ham thích, nâng cao cái phẩm chất của mình lên, cái giá trị của mình lên. Mình muốn chứng tỏ cho người ta thấy được rằng là cái trách nhiệm, cái năng lực của mình như vậy như vậy, để người ta học đề bàn đề cử mình lên. Mà chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là gì ạ? Ta nói lái là chứng tỏ là gì? Cho nên học Phật pháp, ta thấy nó có nhiều cái cực kỳ giá trị như đại chúng. Nó giá trị ngay trong lúc ta học, nó giá trị qua sự thẩm thấu, qua sự nhận định trong tâm thức của ta. Rồi nó có giá trị hơn nữa là gì? Ta hiểu được đến đâu, ta thực hành đến đâu, để ta xóa bớt niềm đau nỗi khổ thì gọi là đoạn từ. Ai mà nghe thầy chia sẻ hiểu nhưng không thực tập thì lòng hoàn toàn nó còn hay nó hết? Nó còn còn. Có nghĩa là mình nghe lời bác sĩ, mình hiểu được ý của bác sĩ nói cái nguyên nhân cái bệnh của mình từ đó mà sanh, mình hiểu được rồi, phải không ạ? Và khi họ tìm ra cái gốc bệnh từ cái nguyên nhân đó, họ bảo mình về uống thuốc, cầm toa này ra mua thuốc về uống thuốc cho đúng để cho bệnh nó dứt. Mà mình chỉ gì? Chịu đi khám, chịu để cho bác sĩ khám, chịu để cho bác sĩ ra toa, mà thuốc ta không uống thì bệnh có bớt không? Không bớt. Như vậy cái muốn đoạn trừ được các lậu hoặc thông qua cái sự chia sẻ của thầy, thì bên cạnh đó ta phải uống thuốc bằng cách là nắm bắt để mà thực tập vào đời sống hàng ngày của các vị. Còn nếu như mà cứ một tuần hai buổi, và giả là những vị mà không học thường xuyên, rằng một mà gặp được những cơ hội như thế này thì là ta uống thuốc một tháng được mấy lần? Mà chưa chắc có uống. Ngày xưa các mà các em nhỏ mà uống thuốc là sợ lắm, cầm 5-7 viên thuốc trong tay, nhưng mà lén lén coi thì người lớn không nhìn là dù bớt ra hàng rào.
uống một thanh kia hỏi con uống chưa, giờ uống rồi. Như vậy thì bệnh nó không bao giờ bớt, mà bệnh không bớt thì lậu hoặc nó còn trong mình, cho nó không biến mất được đâu. Cái gốc bệnh nó chưa được nhổ lên, cái gốc bệnh không làm trừ diệt được, không đoạn trừ được, thì dứt khoát chúng sanh nó phải khổ thôi. Ta thấy có nhiều người cái gốc bệnh còn nhiều lắm, thầy chỉ cần tiếp xúc qua, thầy nghe cái hơi thở của mình đó thôi là thầy biết cái lậu hoặc của người đó như thế nào, nó còn nhiều hay ít, nó được giảm thiểu như thế nào, nó được đưa ra bên ngoài đó làm sao, vân vân. Cho nên chỉ cần ngồi đối diện hoặc là gần gũi mà nghe cái hơi thở thôi, chưa cần nói gì cả, là ta đoán được ngay trong tâm thức người đã có những cái sự nặng nề, có những cái sự bị kèm ép, có bị suy nghĩ, có những cái tư tưởng hết sức là khổ đau. Như vậy thì hóa ra người này chứa dục là ngũ lậu, môn nhân lậu quá nhiều, mà không có cơ hội, hoặc giả nếu có cơ hội nhưng mà không chịu đoạn trừ, không chịu chấm dứt các lậu hoặc, thì tự nhiên điều này cũng giống như bệnh nhân không chịu uống thuốc. Cho nên trong một bài kinh, Đức Phật nói đã phá tan lớp vô minh, đến tương lai ngài hướng tâm thanh tịnh về, tùy hiểu biết sự chấm dứt các pháp trần luân, đó gọi là lậu tận minh. Đúng với thực tại, ngài nhận thức đây là phiền não, đây là sự chấm dứt phiền não, đây là con đường dẫn đến chấm dứt phiền não. Còn một thế ấy, đúng với thực tại, ngài nhận định đây là ô nhiễm, đây là sự chấm dứt ô nhiễm, đây là con đường dẫn đến chấm dứt sự ô nhiễm. Nhận thức như thế, tâm của ngài giải thoát ra khỏi dục lậu, thủ lậu và vô minh lậu, thì ngài chứng chánh đẳng chánh giác. Đó là nói về cái tiến trình tu tập để đoạn trừ tất cả phiền não, những vô minh tâm thức. Đó là ai ạ? Đó là ai? Đức Phật. Đức Phật làm được thì mình cũng có ít nhiều làm được. Người ta nói con nhà tâm không giống đông cũng giống cánh. Ta không được trăm phần trăm như Đức Phật, nhưng chí ít ra ta phải luôn thực tập. Khi phiền não tới, ta phải nhận diện rõ rằng là cái nỗi buồn đã tới, chúng ta biết không? Gia đình mình gặp những cái điều may rủi, mình biết không? Biết. Như vậy thì với một tâm thế của người con Phật, ta phải nhận định rõ ràng rằng tất cả những cái đó khi ta biết được, khi nó đến với mình thì ta làm sao? Phật dạy rất rõ, đây là phiền não. Và khi ta thấy đó là phiền não thì sẽ có cái kế tiếp theo là chấm dứt sự phiền não. Mà chấm dứt phiền não bằng cách gì? Có một con đường chấm dứt phiền não. Cái dục lậu nó khoái lạc trong hiện thời, nhưng nó sẽ dẫn ta vào những cái vô minh lậu sau này. Cho nên khi nó đến, ta phải luôn tỉnh giác. Mà trong nhà thiền, đại thừa thiền đó, người ta gọi là chân tâm giống như chân trâu. Con trâu mà nó hiền, nó biết nghe cái quan thì ta lừa nó đi, nó không dám ăn phá bậy bạ qua màu rau cải của người. Còn nếu con trâu mà nó hỗn, nó ăn tạp, nó quậy, nó phá, thì ta chỉ cần lơ là tí xíu thì nó ăn lúa mạ của người, ăn rau cải của người, nó phá qua màu của người. Tâm thức ta cũng như vậy, canh chừng nó. Không phải là con bỏ con ăn việc làm thức trắng đêm để canh chừng. Ta chỉ cần làm một việc nhỏ rằng là gì, khi nó tới, ta nhận định nó tới, ta thấy được tên trọn thì trọn sẽ không dám vô nhà nữa. Đúng không ạ? Ví dụ như trọn đứng lấp ló ngoài đầu ngõ, ngoài bờ rào, nó canh cho gia chủ mình đi ngủ rồi, tức là nó coi thử không ai thấy được nó thì nó mới lẻn vào nhà nó lấy đồ mình, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái phiền não đó, nó tới, ta là người luôn luôn sáng trưng,
như ngọn đèn pha. Ta nhìn thẳng trực diện vào cái phiền não, nào là khổ đau, nào là bất an, nào là sầu muộn, nào là lo lắng, nào là được, là mất, là hờn, là giận. Đó là những cái bản chất phiền não, nó luôn luôn đến với ta. Quan trọng một điều là ta luôn tỉnh giác, canh chừng nó. Khi nó vừa tới, ta nhận diện rõ mặt mũi của nó, mà thấy được nó thì nó không bao giờ dám vô tâm của ta nữa. Cũng giống như gia chủ mà thấy được trộm ở ngoài kia là trộm, đố đời nào dám vô để ăn lấy đồ của gia chủ được. Đúng vậy các bạn, ta chỉ cần nhìn nhận cho rõ thôi, chứ ta không cần làm gì nhiều cả. Đó đến từng là tu rồi đó. Ta đâu có làm gì cái mất thời gian lắm đâu. Cái buồn nó tới cái gì thì biết buồn không? Mà biết buồn thì buồn không còn tồn tại. Thấy được buồn, thấy được phiền não thì phiền não sẽ khó nhiễm vào tâm ta được lắm. Vì ta đã thấy được mặt mũi tên trộm rồi. Mà mình thấy được tên trộm thì nó ba chân bốn cẳng nó chạy rồi, chứ nó đâu có dám vô nhà mình nữa. Đúng không? Rất rõ ràng, không gì khó hết. Trời đang học pháp đó thôi, mình nghĩ bao nhiêu thôi đủ rồi. Tức là nhờ diện được khổ đau, thấy được cái niềm đau nỗi khổ, mặt mũi nó ra làm sao, mình thấy nó. Mà mình thấy nó rồi thì là sao? Nó không có cái cơ hội gì nó phái pháp mà được nữa. Chỉ có việc là mình không thấy nó thôi. Mà không thấy nó thì bắt đầu để cho nó tiến vào sau trong tâm thức mình, nó tiến vào tận tới nơi cái giường ngủ của mình, nó phái phá luôn nữa. Nó có vô tới giường ngủ mình chưa? Có sao không? Đêm nằm trằn trọc, gác tay lên trán, suy nghĩ cho con trai, suy nghĩ cho dâu, cho rể, cho con gái, cho cháu nội, cháu ngoại, nó vô tới tận giường ngủ rồi đó. Nó ở ngoài đầu ngõ thì ta không chịu đuổi nó đi, ta còn mời nó vô. Ta ăn ta ngủ cái đó hàng ngày thì Phật nào mà có trong tâm ta được, phải không? Thấy Phật xuất hiện thì phiền não phải lưu tan, giác ngộ tỉnh thức có mặt trong tâm thức thì điều đau nỗi khổ sẽ ban bóng. Cái nhà tối thui là do nó không chịu bật đèn, chứ không phải là cái nhà đó nó tối. Thế chỉ cần mở đèn lên thì bóng tối nó sẽ đưa ta. Tâm bị vô phiền não của ta, ta chứa đựng pháp Phật, ta chứa sự tỉnh giác. Mà ta không cần mất một đồng xu các bạn nào, ta vẫn thấy rõ mồn một những cái niềm đau nỗi khổ khi nó tới. Mà ta thấy được rồi thì ta là người tự do. Tại sao là tự do? Vì ta không bị nó chi phối nữa, ta không bị nó ràng buộc nữa. Hai lần mà tác ý. Tác ý có hai loại. Một như lý tác ý. Như lý tác ý là một sự chú tâm hợp với sự thật đang diễn ra. Thầy xin nhắc lại, như lý tác ý là một sự chú tâm hợp với sự thật đang diễn ra. Tức là khi ta nhìn thấy cái bông thì là với một người mà phi như lý tác ý, tức là không như lý đó. Còn với cái người mà như lý tác ý là họ chỉ nhìn thấy à, họ nhận định đó là màu hồng, đó là có bông hồng, họ biết hết. Nhưng mà trong tâm thức họ không khởi lên tham sân si. Như vậy thì
Một hôm có một cái anh chủ gánh hát, tức là làm cái việc vui vui cho thiên hạ đó, thì ông ở đây ông hỏi với Đức Phật và bạch Thế Tôn, cái nghề của con đó là thứ nhất không sát sanh hại vật, không mang cái niềm đau nỗi khổ đến cho người, không làm cho người ta tan nhà nát cửa vân vân. Đức Phật hỏi ông làm nghề gì, và bạch Thế Tôn, con làm nghề gánh hát, tức là mua vui cho thiên hạ thôi. Mà đến bây giờ mình gọi là gì? Kiếp cầm gì? Cầm gạt. Thì Đức Phật nói là bất kể làm nghề gì, cái sự lương thiện hay là không lương thiện dựa trên tâm thức có tham sân si nổi lên hay không để mà thẩm định. Nghề nghiệp vốn dĩ không ác, ác hay không do tâm tạo chứ không phải nghề là ác. Đúng không ạ? Bây giờ quý vị cứ nghĩ thử mà xem, ta mang hết những cái dân dài ở dưới biển lên trên núi, người ta sống được không? Được luôn hả? Họ đánh bắt gì trên đó? Như vậy thì hóa ra trong càn khôn vũ trụ này, khi sinh ra một chúng sinh, người ta có một nghề nghiệp nhất định. Quan trọng nhất là người con Phật của ta đừng khởi tham đắm quá nhiều, sân hận quá nhiều, si mê quá nhiều trong công ăn việc làm. Chứ không phải là Phật cấm ta dừng lại tất cả mọi cái động tác làm ăn buôn bán những nghề nghiệp của ta. Đây hiểu chưa ạ? Như vậy cái như lý tác ý có nghĩa là khi ta tiếp xúc với mọi vật, mọi cảnh, mọi đối tượng, mọi con người mà ta không nổi tham sân si, ta không nổi cái kia là người thương của tôi, ông nọ là người ghét, cái kia là người dễ mến, cái ông nọ là người khó ưa, cái đó là không như lý tác ý. Còn khi như lý tác ý, ta cứ giữ cái tâm thức ta quân bình mọi trạng thái, không vui quá, không buồn quá, không sân hận, không si mê, không tham đắm. Là chúng hiểu chưa ạ? Như vậy thì khi sự thật diễn ra, cứ để cho nó diễn tiến một cách bình ổn. Còn nếu ta mang tâm tham sân si của ta chi phối vào những sự thật, thì sự thật này trở nên không còn là sự thật. Không còn sự thật. Cái thứ hai là phi như lý tác ý. Ngược lại, trong này được định nghĩa như thế này. Như lý tác ý là vô thường, chấp nhận đó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, biết được khổ vô ngã bất tịnh, và từ đó dẫn tâm, hướng tâm của mình trụ vào những cái sự nhận biết đó. Thành ví dụ lại, hồi nãy là ví dụ cạn cho ta thấy, bây giờ trong kinh diễn tả sâu hơn là ví dụ như trong kinh nói vô thường, chấp phải khổ, chấp phải vô ngã, phải bất tịnh chẳng hạn, vân vân. Thì với một người như lý tác ý, khi nghe đến vô thường, họ biết được rằng vạn vật vốn dĩ mong manh, tựa như sương buổi sớm, nắng chiều tà, trăm năm biển mộng, ta người là không. Thì sao thế? Cái người đang nói trước đại chúng đang cầm kiên phấn, vô thường ập đến, lát nữa người này không còn cầm phấn, bỏ tất cả lại, không mang đi một điều gì cả, chùa to Phật bự cũng chả mang theo được, đệ tử đệ tôn cũng không dắt theo được, tiền năm tín đồ Phật tử có cúng kiến đóng góp vào cũng không mang theo được. Vì vạn pháp vốn dĩ nó vô thường, mà vô thường là một quy luật không thể chống cự lại được.
Cho nên như lý tác ý, khi ta cầm vào huyễn phấn, ta sẽ nghĩ rằng còn duyên thì cái đối tượng cầm và cái được cầm tương hợp, tương tác lẫn nhau để tạo thành cái chữ miếng trên bảng. Đó là thành ví dụ như thế thôi. Còn khi ta cầm vào tiền, vào vàng, vào thức ăn, vào xe cộ, vào đồng chạm, vào nhà cửa, ta cũng đều nghĩ nó là vô thường. Còn người phi như lý tác ý cũng cái hiện tượng vô thường mà người ta cho là thường, cho nên sinh tâm bám víu. Mà hễ có sự tham ưa bám víu thì khổ hay vui? Dứt khoát là khổ, dứt khoát là khổ, hiểu chưa đại chúng? Rồi đến cái khổ này, Phật nói khổ là kết quả của tập. Và Phật hỏi đại chúng có khổ không? Đời có khổ không? Khổ. Mà người phi như lý tác ý họ kêu cơ gì đó mà khổ. Mới vừa cưới vợ xong, hai họ cho được mấy chục cây vàng, bạn bè đi đám một hai cái quả, hai cái thùng trái tim á. Thùng trái tim là để người ta đi đám, người ta nhét người thân vô đó. Hai cái thùng trái tim có một mớ tiền luôn mà sao mà khổ được. Cho nên chơi xung chứ để xung đi. Cái già sòng sọc đến thì tới nơi, cho nên đời không có gì phải khổ hết, cứ xả láng đi. Như vậy thì họ là phi như lý tác ý. Trong kinh Phật dạy là khổ, nhưng mà vì họ cho đời là không có khổ. Ngược lại hết, như lại như vậy là phi như lý tác ý và phi như lý thì là nó có sự ngược với nhau. Vô ngã, ví dụ như thế. Vô ngã có nghĩa là vạn pháp vốn dĩ nó không có cái bản chất thật của nó. Vì sao không có bản chất thật? Vì cái viên phấn gọi là viên phấn, chứ bản thân nó không hề nó nói với đại chúng tôi là phấn. Cái đầu tiên tôi nhận định như thế, đúng giá mà. Thầy để đây nó chạy các quý vị nói tôi là phấn không? Rồi bây giờ thầy kêu phấn nó có giả không? Không. Vì nó không có cái thực ngã. Mà tại sao nó là phấn? Vì nó kết hợp nhiều cái duyên lại. Họ lấy vôi, nước, họ nung lên, họ có cái công sức của con người đụng vào, cũng như là nhiều cái duyên hợp lại để hoàn thành ra một viên phấn, cho nên từ đó nó có cái tên là phấn. Chứ thật ra viết từng khi lên nó bay đầy lên trên bản thân nó đâu có cái phấn gì đâu này. Đó là những cái vật nhỏ, cho đến của người ta cũng vậy, nó vô ngã vô nhân mà, phải không? Vô ngã vô nhân tao hát hoài hàng ngày mà, đúng không? Nhân sinh vô ngã vô nhân tự hồ gì? Tự hồ không hoa, tức là những đơn đốn giữa hư không mà không hoa. Ta dụi mắt á, ta dụi mắt, ta thấy đơn đốn nó bay, đúng không ạ? Mà khi đơn đốn hết bay trước của mắt ta thì đơn đốn nó về đâu? Không ai biết. Như vậy, trăm năm trước ta là gì biết không? Không ai biết. Ta chỉ biết được khoảng thời gian nó tồn tại, sinh hoạt, chung đụng với vợ chồng, con cái, cháu chắc, họ hàng, thân tộc trong khoảng 7, 8, 90 năm là cùng. Sau đó cũng không ai biết. Như vậy thì vì cái mà không biết được đầu nguồn kết thúc, cho nên gọi là vô ngã vô nhân. Mà vô ngã vô nhân mà ta cho nó có thực ngã để rồi ta tranh đấu, ta tranh chấp, ta đấu tranh cho bằng được để ta dần lại cái ngã, ta dần lại ngã của mình, thì cái này không phải là tranh đấu, không phải là đấu tranh mà là đấu câu. Như vậy thì một khi đã vô ngã, không có thật thể, nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian, còn đi đứng, còn ăn nói, còn cười giỡn, còn giao lưu tiếp xúc được với mọi người, nó chỉ tồn tại hiện thời có bấy nhiêu thôi. Rồi khi hơi thở ra vào không còn nữa thì nằm suy sĩ bất suy gì? Suy tồn. Thì lúc đó ngã nhân gì nữa, phải không? Cho nên ông bà mình dạy là sao? Thế gian lắm kẻ chặt vừa, nhưng mà cái chết chặt vừa một ai. Khi chết tới là lúc đó không bao giờ mang đi được cái gì đâu.
dù ta có lên tay xuống ngón, dù ta có hùng có hổ, dù ta có tranh đấu, dù ta có đấu tranh, dù ta có đánh gì đó, thì cũng là vô ngã thôi. Nó không ngã thật sự mà cho là ngã thì gọi là phi như lý tác ý. Như lý tác ý thì đưa đến cái sự gì? An lạc, giải thoát, niết bàn, tịch tỉnh. Phi như lý tác ý thì đưa đến cái gì? Khổ đau, đọa lạc, xa đọa, rơi rụng là chuyện bình thường. Như vậy cái bài kinh Lậu Hoạt này nó cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề tác ý. Ta đối diện với bên nội, ta cũng phải như lý. Ta đối diện với bên ngoài, ta cũng phải tác ý như lý. Nam nữ, già trẻ bé lớn, tất cả mọi pháp, mọi cảnh bên ngoài, ta đều phải như lý tác ý, chứ không được phi như lý tác ý. Vì kết quả phi như lý tác ý là dẫn ta đến nỗi khổ đau. Tại sao gọi là phi như lý tác ý mà dẫn đến kết quả khổ đau? Ta thử cho thấy. Hai bà mẹ có hai đứa con đi học, một người dạy một đứa con như thế này: con à, hôm qua mẹ có nghe con nói là mấy đứa trên trường nó hay chọc, nó hay đánh con, nó hay quậy phá con, thì con tới con nói với thầy với cô cửa viện nha, chứ con đừng có được đánh bạn nữa chưa, không được đánh lộn chửi lộn với bạn, là một cái. Rồi bắt đầu từ đó nó giữ miết cái lời nói của bà mẹ từ nhà đến trường. Và khi nó tiếp xúc với bạn, bạn có nói lớn tiếng, bạn có đánh nó, thì nó nghĩ ở nhà mẹ dạy là gì? Không được đánh lộn chửi lộn với bạn, cho nên nó chạy lại nó nói với cô với thầy, đúng không ạ? Bà mẹ thứ hai, đứa nào mà đánh con cái đánh phủ đầu lại cho mẹ. Ba của con là trùm cái xứ này, cho nên con đừng có sợ, cứ đấm thị xác cho mẹ đi, nó làm sao thì mẹ phải trả thù lại như đó cho mẹ, con đừng có sợ gì hết. Như vậy ta thấy một đề là như lý tác ý, cũng cái sự tác ý trong tư tưởng thôi, nhưng mà người thì như lý, còn người là phi như lý. Và phi như lý thì cái kết quả nó dẫn đến cái thằng bé kia sao? Bị đánh trời do nó chạy hơn. Các bạn kêu này là hay lắm đó nha. Có học nữa không ạ? Học nữa hả? Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, đối với người nào phi như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi lên. Các lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng. Đó là phi như lý tác ý đó. Ai mà phi như lý tác ý thì những cái lậu hoặc nó chưa sanh đó, nó được cơ hội nó sanh lên. Tức là những cái niềm đau đớn khổ nó chưa sanh mà mình phi như lý tác ý, nó sanh lên. Ví dụ như là cái thằng bé đó, cái lậu hoặc nó chưa có xong, vậy mà vì nó thực tập cái phi như lý tác ý của mẹ, cho nên là những cái lậu hoặc chưa xong nó xong lên, và những cái lậu hoặc đã xong càng thêm tăng trưởng. Tại sao gọi là chưa xong? Tức là nó đâu có biết là đánh lộn chửi lộn là phải dành phần thắng của mình đâu, cho nên nó nuôi cái nói cái mỗi cái hiềm hờn nó, và khi nó đập với thằng bạn nó, chửi với thằng bạn nó, thì là cái lậu hoặc xong chưa? Xong. Và trong lúc đánh thì nó muốn cái phần thắng về ra về nó, cho nên nó dùng tất cả mọi cái có thể sức lực mình sinh để chiến đấu với thằng bạn kia. Như vậy vậy là dùng lậu đã xong có cơ hội phát triển thêm nữa, mà khi dùng lậu phát triển thêm nữa thì mình nói làm sao? Ông bà mình hay dạy gì đó: hiện nay mà giặt móng thì chó cũng lên lưỡi thôi. Tức là đi sang người ta dẫn theo con gì? Để nó đường, nó đuổi, nó dí cũng na.
mà khi mà bắt được con na nó chạy nó giạt máu thì con chó phải cũng xanh, con mệt nó hơn đâu phải giỡn. À, cho nên cái hậu quả của việc phi như lý bác ý là đưa đến mình khổ, người khổ, cả hai đều khổ. Còn ngược lại, làm người con Phật đang như lý thắc ý thì cái kết quả đưa đến mình vui, người vui, cả hai đều vui. Dừng lại ở đây, không sao học tiếp. Ta nhớ nắm bắt những cái đó để về nó thực tập nha. Thực tập hàng ngày, hàng giờ để cho nó những cái an lạc. Bây giờ đứng hết.